dở hơn cái chiếc ghe lúc trước của chú nữa. Cái chiếc ghe lúc trước thì nó nhỏ, bây giờ chiếc ghe này 2,5 triệu, chú nói là sang nhất rồi đó, mà mỗi lần đi là phải bò như thế này là mới ra được khỏi cái chiếc ghe của chú. À. Xin chào cô bác, quý anh chị. À, đây là một cái video clip thứ hai để muốn chia sẻ về cái cuộc sống của một cái ông cụ, đó là chú Tư Dưỡng, người đã từng lên đên trên cái con sông cạnh cái quốc lộ 1A này để mà nhặt những cái phế liệu người ta vứt đi để mà chú bán để mà lấy số tiền sinh hoạt hàng ngày. Thì đây là chú Tư Dưỡng mà trong video clip trước Bùi Hồ cũng quay về. Chú với lại một cái mong ước là gặp được người thân của mình. Bây giờ tìm hiểu về chú ha. Chú sống ở trên này nè. Thì cái với chiếc ghe này chú nói là với con ở video clip trước là 2,5 triệu đồng. Chú mua được bao lâu rồi? Hôm nay có 6-7 năm rồi. 6-7 năm rồi. Bây giờ mục nát trơn rồi. Trời ơi, đêm đâu dám ngủ, nước nằm chừng tiếng ngoài tiếng hồ cái nước vô nhóc rồi. Chú mua cái 2,5 triệu đồng đối với chú đó là cả một gia tài. Vậy thì người ta hỗ trợ chú hay như thế nào? Cái đó là cái cậu lần này giúp tôi được 1 triệu, tôi còn mặn dư được có 1,5 triệu mua ghe 2,5 triệu, rồi không tiền chét chai nữa, rồi chú đã mua chai rồi cho chét rồi đi tới giờ không có đất dọn gì được, giờ rồi mình bơi vô bơi ra vậy nè, rồi cây chổi nước nôi gì rồi lụng 3-4 lỗ rồi lưng chơi luôn. Nó đã được bao nhiêu tuổi đối với chú Tư, gắn bó với chú Tư bao nhiêu năm rồi? 6 năm rồi. 6 năm rồi. Trước đây thì chú Tư có không có ở trên ghe này, giăng lưới là ghe khác hả? Cái chuồng nhỏ. Chuồng nhỏ nó mục rồi mới ra không cho, mới sắm cái ghe này ra mà mình sống có chỗ ngủ, chỗ ăn rồi đó. Mưa gió là sao chú Tư? Mưa gió thì cấp trước thì nó bị ấy rồi, cũng cô bác lại cho 3 cái tôn nhỏ đó rồi lợp lên vậy nó cũng đỡ cái dục mưa. Ta cho bánh hay gì chú Tư? Cho cháo. Cho cháo để ăn ha. Rồi mỗi ngày là chú Tư lượm được bao nhiêu tiền? Trời ơi, một ngày đến ra là không được 3,000 bạc nữa. Không được 3,000? Ủa chú, chứ 1 ký có 3,500. 3,500 à? Mà rồi giờ lượm 5-10 ngày cái mới được là 4-5 ký chai rồi, hỏi lần sau mà như vậy rồi sao đủ tiền để mua đồ ăn chú Tư? Thì đủ mua đồ ăn với khi ta cho đồ ăn đó. Thì sáng ta cũng cho được rửa chén thịt với mấy trái dưa leo. Người ta sống thì có nhà. Sống thì có cái nhà, thác thì có mồ, hoặc là người ta ngay cả chiếc xuồng á, nó cũng có bến đổ, cái xuồng này nó cũng có bến đậu. Mà chú thì lại lên đên nhiều hậu hoài nè, con nghe cái chú Tư gì dẫn con xuống á, thì nói chú là lâu lâu cũng bị đuổi hoài à, thì buồn dữ không? Buồn chứ. Vì chứ ở đậu người này cái lần đầu thì người ta thấy mình hoàn cảnh ra cho tất cái trời. Cất khi mới ở tháng nửa tháng cái đầu nó đuổi. Rồi cái ông kia cái thấy hoàn cảnh mình bị đuổi vậy, cái đầu kêu cho ở kia được 5-7 tháng, 2 năm gì cái đầu đuổi nữa. Sao người ta cho ở rồi mà người ta đuổi chứ? Ta đuổi với vậy cái nhầm chủ thì sang đất. Nhầm chủ thì ta cất vợ cho cái vợ cho con ta rồi ta ra riêng đồ này nọ vậy đó. Chứ không phải là mình ở mình phá quấy gì của người ta hay gì. Nhưng mà người ta đó dâu có con, có ghế, người ta cho riêng đất của con người ta vậy đó. Dạ. Nên thành thế bây giờ chú Tư mới quyết định là ở trên chiếc ghe của mình luôn. Ở ghe của mình là khỏi ai đuổi, ai xô vậy chứ. Mình ở bên sông như gì có chỗ nào mà bị người ta không cho ở không? Không. Hồi nào ngay tôi đến đâu là ai cũng cho đồ ăn, cho mì, cho tiền mà không nhiều. Bố ít đồng nhiều giờ cho tôi 5,000 đồng, nó mất muốn rơi.
một thời mình còn thanh niên nhưng mà mình không có nghĩ cái tương lai, mình tính đâu mà mình cũng đâu có xuống chức bất ngờ đó. Rồi giờ xuống chức mà ăn gì không nổi đi không nổi, rồi giờ cô bác mà cho được tiền 50.000 cái là nước mắt tôi rơi rồi đó. Tuổi cũng phận. Hôm nay thì chú Tư ăn cơm với gì? Thì nãy tôi nói cái cô kia cho đâu nữa nhớ thịt heo thì chắc mỏng mỏng gì đó, dừng nói ché gì. Con muốn biết cái trên một cái chiếc ghe nó nhỏ như thế này nè, nó thấp như thế này nè, thì cái việc sinh hoạt, tắm rửa, điện đốt, nấu ăn, nấu uống như thế nào? Thì tôi nấu bằng bếp ga, tắm rửa thì giờ tôi đâu có lội xong được. Tôi ngồi mua ghe vậy tôi gội đầu, tôi kỳ rửa rồi thì tôi dội nước rồi vô tắt nước. Tắt nước rồi thay đồ? Thay đồ. Thay đồ ở đâu? Cũng trong ghe chứ, ngồi đó rồi thay. Ngồi thay luôn. Ừ. Rồi vệ sinh? Vệ sinh thì bằng đêm thì đi ra ngoài mũi mình đậu thì mình vịnh tay mình ngồi vệ sinh. Còn vô vườn đêm có vệ sinh thì cũng có cắt cái canh bự vậy nè, khi mà mình nửa đêm có bị này nọ đó thì vệ sinh rồi mình đổ cho rửa. Chú Tư chứa da chai trên ghe như vậy khoảng bao nhiêu ngày chú Tư mới đem đến tiệm ra một lần? Trời ơi, chừng nào mà chứa đầy đó trong đó đó là cân mới được mười mấy ký à. Là với trong cái tiệm còn mấy chú đi mua cái chai vậy nè, chú nào mua có giá thì bán, không phải giá là đâu bán. Bao nhiêu tiền một ký? Có 3.500 ký. Ngày bán được khoảng 7.000 thôi. Trời thôi, vậy ngày được 7.000 á, tôi thiệt là tôi như lắm. Thôi bây giờ gì nè, nó bây giờ chú Tư cho con tham quan cái ghe của chú Tư đi. Rồi, tới đó ba. Đây là chiếc ghe của chú Tư nè mọi người. Ở trên đây thì đầy đủ, ở đây chủ yếu là những cái cây chai nước ngọt, những cái nhựa, những cái chai nước rửa chén. Và đây là cái khoang này giống như là để chủ yếu là bơi đến đâu, nhặt đến đâu thì sẽ quăng lên đây đến đó. Quăng đây. Dạ. Chú sẽ nhặt từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ sáng đi tới chiều về hả? Cái khoảng mà cao quá từ đây lên đây nó khoảng chừng nửa mét rồi mọi người. Nửa mét. Còn này là gì chú? Nước mắm ớt ăn. Nước mắm ớt ăn. Còn bên đây? Con dao. Nước tương. Gỗ. Bên đây là đi là phải nằm ngửa. Đâu tôi bò không à. Bò ghét cái này giờ cảnh đây nè. Đi là phải nằm ngửa như thế này nè mới vô được cái nhà của chú. Trước đây mình đi châu Phi á, mình thấy mấy cái nhà của mấy cái bộ lạc á nó nhỏ nhỏ. Thì bây giờ tưởng tượng cái nhà của chú nó giống như vậy luôn á. Không có ngồi lên được nha mọi người. Đây à. Này là gì chú? Đất để chét nước cái vô đó. Đất sét hả? Dạ. Bây giờ. Ngồi không được luôn. Đây là sống chén của chú nè. Này dưa leo muối nha chú hả? Nó cũng cho đó. Đồ ăn bữa nay. Ây da. Ôi nó ngọt lắm luôn á mọi người. Ở đây là cái không gian bếp của chú đây hả? Chỗ này chỗ nấu nướng của chú đây. Dạ. Tối quá luôn rồi. Bật lên tí xíu. Bếp ga. Ủa vậy rồi mấy ngày chú mới đổi bếp ga một lần? Tôi cháu mới đổi được mấy chai đó. Bia. Bia này nhặt được hay sao hay ta cho chú? Ta cho mình vớt cũng chút ít rồi chú ơi. Ta cho. Người ta cho mình ha. Dạ. Đây là cái gì chú? Hộp vịt lộn, da heo. Đây là bánh bánh ninh ta cho luôn. Cho nữa. Sữa ta cũng cho đó. Bơ. Ôi ngồi không được luôn á. Ngồi thẳng lưng không được luôn á chú. Dạ.
Mà chú thay đồ là chú ngồi vậy luôn hả? Ngồi vậy thay luôn nha. Ôi trời ơi. Cái này là cái cửa lấy gió hả? Tắt nước. Tắt nước ra. Ừ, dở cái sạp cây dò chú đó. Ờ. Đó chú coi chét chay rồi rùm rùm trên đó. Chét chay chét đất không đó. À, trám đất luôn nè. Đó. Còn cái này là nước uống của chú hả? Nước uống. Nước uống này là chú xin ta hay là múc nước sông? Có khi thì múc nước sông, khi rồi xin ra đó, nước mưa đó xin. À, chú không có nước thùng uống hả? Không. Rồi điện chú xài bằng gì? Hả? Điện, điện. Xài bằng đèn dầu đó với đèn cầy đó. À, cái đèn dầu này đấy hả? Dạ. Ồ. Với lại đèn cầy. À. Chứ đâu có đèn năng lượng mặt trời gì đâu đúng không? Không. Có nhân mũi này chắc ta cũng cho luôn. Ở đây sao dân mùng chú? Hả? Ở đây sao chú dân mùng? Có, tôi làm cái móc này nè, kéo mùng cái móc lên đó. À, móc cái móc này, này ha. Ờ. Còn cái chiếc chiếu, cái mền ở ngoài sau là đi hết được luôn rồi. Bít lối luôn rồi. Sao bít để hai cái thùng bê đựng đồ. Mưa này nó dột không chú? Không chú ơi. Không có dột ha. Dạ. À, mà lâu lâu khi nó cũng nhiễu nhiễu theo chỗ qua cái đinh đó. Dạ. Bởi ra tôi nè, vào cảnh này nè. Bao nhiêu đó thì cũng cho cô bác của anh chị thấy được cái cuộc sống của chú Tư Dưỡng đã mấy chục năm nay rồi. Trên cái chiếc ghe. Chiếc ghe này nó còn đỡ hơn cái chiếc ghe lúc trước của chú nữa. Cái chiếc ghe lúc trước thì nó nhỏ. Bây giờ chiếc ghe này 2,5 triệu chú nói là sang nhất rồi đó. Mà mỗi lần đi là phải bò như là như thế này là mới ra được khỏi cái chiếc ghe của chú. Đó. Thương ghê. À. Ngợp lắm mọi người. Phải nói là một cái kiếp người nó khổ ha chú ha. Dạ. Vậy dép có số rồi chú. Dạ, qua đây quay qua đây đi. À. Tí xíu nữa thì con sẽ có niềm vui cho chú. Dạ. Mua giùm mà tôi nghe chú cũng là bỏ lên đàng hoàng đâu đó. À, ngày hôm nay tụi con sẽ đem đến cho chú hai niềm vui. Một niềm vui thứ nhất á là con thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ tặng cho chú hai chai dầu xanh. Đây là dầu xanh gửi về từ Mỹ. Đen chai nữa. Yeah. Để mỗi khi mà chú mưa gió rồi đó, chú có lạnh đó, thì chú sẽ sức. Ha. Còn đây mà là một cái hộp salon bath. Salon bath này thì chú dán mỗi khi mà chú bị nhức mỏi tay chân á. Ha. Còn đây là đèn năng lượng mặt trời. Con sẽ tặng cho chú hai chiếc. Hai chiếc này từ chú Kevin Trần luôn. Đối với cái hoàn cảnh của chú á, thì rất là đặc biệt. Chú không có nơi sạc năng lượng á. Nên con sẽ hướng dẫn cho chú ha. Dầu xanh này chú biết sử dụng chưa? Biết. Còn cái này thì chú lột này ra nè. Lột này ra để cho nó hứng nắng mặt trời ha. Hoặc để gì luôn cũng được nữa, nó cũng hứng nắng mặt trời. Nó có ánh nắng là nó cháy cái đèn đỏ nè, cháy đèn đỏ này nè. Chú thấy không? Nè, nó đầy là nó thành. Rồi sau đó chú sẽ tối thì chú sẽ kéo lên gì là nó sáng. Chú để trong nhà của chú có thể treo lủng lẳng gì đó. Nó để lên là gì là sáng. Rồi chú muốn gọi kiếm một thứ gì đó thì chú có thể dùng nút ở trên này chú bấm. Chú thấy không? Chú bấm chú gọi rất là sáng luôn. Rất là sáng luôn mọi người. Và chú sẽ dùng hai cái này, chú sẽ xe cua, chú có thể dùng cái này treo ở trên này nè. Được không? Được. Trời nắng á, chú treo là nó sạc pin vô. Hoặc là chú có thể cầm ở trên này. Còn nắng này chú sẽ treo, chú để trên nóc này nè. Để trên nóc. Chú treo. Nhớ mưa là lấy vô nghe chú. Mưa là lấy vô nghe chú Tư. Hai cái này thì chú sẽ sử dụng để xe cua với nhau, tại vì chú không có sạc pin được. Hai cái này chú sử dụng biết rồi đúng không? Còn cái này là salon bath, chú biết không? Chú biết sử dụng này không? Để con mở ra cho chú xem luôn. Salon bath này một bịch như thế này nó rất sử dụng hiệu quả cho những người cao tuổi lắm. Ha, chú sẽ nhất rồi chú xé ra một miếng nó tới hai bên đặt. Chú dán chỗ này với chỗ này cũng được. Được chưa? Ở đây nó có tất cả là 2, 4, 6, 7, 8 miếng như thế này mà 30 mấy miếng.
Còn này là dầu xanh. Dầu xanh này chú biết mở nắp ra chưa? Chú sợ chú chưa biết. Sợ chú chưa biết mở ra cho chú một hộp luôn mọi người. Dầu xanh này cũng gửi từ Mỹ về luôn. Gửi cho chú hai chai luôn. Nó có hai nắp á chú. Chú dặn là gì qua là dặn không được nha. Chú phải đè xuống vậy, chú xây qua là nó mới mở ra. Phải. Chú Tư xích thử miếng coi, thơm lắm. Đâu nè, chú làm thử coi. Chú dặn ra thử rồi chú Tư. Đè nắp xuống dặn nó. Chú lấy cái tay đè nắp xuống dạ. Rồi chú xích thử coi. Nó hai nắp. Thơm ha chú Tư. Hôm nay á thì các anh em sẽ chưa trao cho chú hiện kim tiền từ Mạnh Thường Quân, nhưng mà sẽ cho chú một cái niềm vui khó tả đó ha. Đạt ha. Sẽ mình sau đó thì mình sẽ tìm cách mình hỗ trợ chú sao. Rồi cái này chú cắt cho kỹ. Sử dụng hết chai này xong tới chai này ha. Cái này khi nào nhất sử dụng. Còn cái này chú sử dụng một cái hết, xe đem lên sạc, tối sử dụng lại, nếu có điện sử dụng lại, còn không ấy sử dụng tiếp cái kia. Rồi chú kéo này ra thử rồi. Sử dụng một lần đi là không nè, nó dướng cái mắt rồi nè, dở ra chú kéo mới được nha. Chú gà vậy là chú kéo không được nha chú. Chú gà vậy là chú kéo nó không có lên đâu nè, thấy không? Chú gỡ hai cái đó ra. Cái đó là chế độ mình để tại chỗ để mình sạc khéo. Không sao chú, cái này ở trên này mắt này nó tấm này chủ yếu là để treo rồi. Ở đây hình như là con nhớ là nó có nhiều màu nữa. Cái đó là nó bấm ở trên. Nó có một cái loại nhiều cái màu này nó không có nhiều màu. Nó không có nhiều màu à. Nhưng mà này tốt lắm nha chú. Sử dụng ok luôn ạ. Hợp với cái nơi rồi, chú ở không? Chú cái nút bấm để rồi, gọi chú đẩy xuống là nó tắt, chú đẩy xuống đi. Tắt. Rồi. Còn gọi, bấm này là gọi lấy đồ. Khỏi cần đèn dầu. Chú gọi vô ghe thử coi. Được chưa? Em không? Cũng mang lấy chú nhiều quá trời luôn. Đó, dầu qua, dầu qua hết dầu nữa kìa. Trong ghe chú Tư, chú đi hồi đó giờ chú có xài cái đèn pin nào trên ghe không chú Tư? Không. Ban đêm chú thắp bằng đèn dầu. Dầu với đèn cày vậy đó. Chú tối chú để này nè, để sinh hoạt, muốn ăn uống gì buổi tối cũng được. Cái này chú sạc. Sáng chú sạc, cái này chú chưa sử dụng, chú để em bọc đi. Cảm ơn hai chú quá nhiều luôn. Chắc có lẽ là Bùi Hồ với lại Đạt Đồng Tháp sẽ kết thúc video clip này tại đây. Và cô bác của chị nhớ đăng ký kênh để đón xem nha.